Mến chào các em học sinh. Thầy xin tự giới thiệu. Thầy tên Ngô Thanh Dũng, đến từ trường Trung học phổ thông An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Nhằm giúp cho các em có sự tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Sở Giáo dục Đào tạo An Giang phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình An Giang tổ chức các tiết ôn tập. Trong tiết ôn tập hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn ôn tập những kiến thức cơ bản về phần hóa học đại cương vô cơ theo cấu trúc đề thi tham khảo năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước khi đi vào nội dung ôn tập, thầy phân tích cấu trúc ma trận đề thi tham khảo năm 2023 môn hóa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước tiên, các em xem qua phần cấu trúc của đề thi. Về hình thức đề thi là trắc nghiệm hoàn toàn. Về thời gian làm bài là 50 phút. Số lượng câu hỏi trong đề thi là 40 câu. Trong đó, phần hóa học vô cơ 18 câu, phần hóa học vô cơ 22 câu. Lý thuyết 29 câu chiếm 7 điểm 25. Bài tập tính toán 11 câu chiếm 2 điểm 75. Về kiến thức lớp 10 chiếm 10%. Về kiến thức lớp 12 chiếm 90%. Về mức độ kiến thức biết 50%, hiểu 20%, vận dụng 20% và vận dụng cao 10%. Tiếp theo là ma trận của đề thi. Thì trong phần ma trận của đề thi về kiến thức lớp 10 và 11, phần phi kim pH dung dịch hydrocarbon, ancol và axit carboxylic có 4 câu tương ứng 1 điểm. Trong đó 2 câu nhận biết, 2 câu vận dụng. Về kiến thức lớp 12 thì nội dung thứ nhất đó là este chất béo có 6 câu tương ứng với 1,5 điểm. Trong đó nhận biết 2 câu, 1 câu thông hiểu, 2 câu vận dụng và 1 câu vận dụng cao. Về nội dung carbohydrate có 3 câu tương ứng 0,75 điểm. Trong đó nhận biết là 1 câu, thông hiểu 1 câu, vận dụng 1 câu. Về amin, amino acid, peptic và protein có 3 câu tương ứng 0,75 điểm. Trong đó nhận biết 2 câu, vận dụng 1 câu. Về polymer và vật liệu polymer có 2 câu tương ứng 0,5 điểm. Trong đó 1 câu nhận biết và 1 câu thông hiểu. Về tổng hợp hóa học hữu cơ có 2 câu tương ứng 0,5 điểm. Trong đó 1 câu thông hiểu và 1 câu vận dụng cao. Về phần hóa học vô cơ, về đại cương kim loại có 6 câu tương ứng 1,5 điểm, trong đó phần nhận biết 3 câu, phần vận dụng 2 câu, phần vận dụng cao 1 câu. Về kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng có 4 câu tương ứng 1 điểm, trong đó cả 4 câu thuộc phần nhận biết. Về nhôm và hợp chất của nhôm có 3 câu tương ứng 0,75 điểm, trong đó nhận biết 2 câu, thông hiểu 1 câu. Về sắt, crom và hợp chất của chúng có 4 câu tương ứng 1 điểm, trong đó nhận biết 2 câu, thông hiểu 1 câu, vận dụng cao 1 câu. Về hóa học với môi trường và tổng hợp vô cơ có 3 câu tương ứng với 0,75 điểm, trong đó nhận biết 1 câu, thông hiểu 2 câu. Như vậy, nhìn chung, đề thi cho theo mức độ nhận biết 20 câu tương ứng 50% chiếm 5 điểm. Về thông hiểu 8 câu chiếm 20% tương ứng 2 điểm. Về vận dụng có 8 câu chiếm 20% tương ứng 2 điểm. Về vận dụng cao 4 câu chiếm 10% tương ứng 1 điểm. Như vậy, qua phần phân tích cấu trúc ma trận đề thi thì những nội dung các em cần ôn tập gồm hai phần. Thứ nhất, phần hóa học phụ cơ. Phần hóa học phụ cơ các em ôn tập với 6 nội dung như sau. Thứ nhất, đó là este amibic. Nội dung thứ hai, đó là carbohydrate. Nội dung thứ ba, đó là amin, amino acid, peptic và protein. Nội dung thứ tư, đó là polymer và vật liệu polymer. Nội dung thứ năm, đó là hydrocarbon, ancol và acid carboxylic. Đây là chương trình lớp 11. Và nội dung thứ 6 đó là tổng hợp hóa học vô cơ. Còn về phần hóa học vô cơ và đại cương thì có 5 nội dung các em cần ôn tập. Thứ nhất đó là đại cương về kim loại. Thứ hai là kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất của chúng. Thứ ba đó là sắt, crom và hợp chất của chúng. Thứ tư, kiến thức hóa học lớp 10 và 11 phần hóa học vô cơ. Và thứ năm, hóa học với môi trường và tổng hợp vô cơ.
Thì sau đây là thầy sẽ đi vào phần chi tiết, phần ôn tập về hóa học đại cương và vô cơ. Chúng ta nghiên cứu phần nội dung thứ nhất, đó là nội dung đại cương về kim loại. Trong phần đại cương về kim loại, thứ nhất chúng ta sẽ ôn tập phần cấu tạo của nguyên tử kim loại. Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại có số ở trong ngoài cùng ít, 1, 2 hoặc 3 ở trong. Về nội dung thứ hai là tính chất của kim loại. Chúng ta xét thứ nhất đó là tính chất vật lý chung. Tính chất vật lý chung của các kim loại đó là gồm tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính dẻo và ánh kim. Các tính chất này do các electron tự do trong kim loại gây ra. Và khi ôn về tính chất vật lý, các em cần lưu ý. Thứ nhất, đó là kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc. Kim loại cứng nhất là chrome. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là thủy ngân. Và ở điều kiện thường, thủy ngân nó là chất lỏng. Và kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất đó là boron. Và kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất đó là liti. Về tính chất hóa học chung, tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử. Thì khi tham gia phản ứng hóa học, kim loại M nhường N electron để tạo thành ion MN+. Những tính chất của kim loại như thứ nhất phản ứng với phi kim, oxy, clo hay lưu phản ứng với dung dịch axit, phản ứng với nước và phản ứng với dung dịch muối. Và một điểm các em cần lưu ý đó là đối với HNO3 đặc nguội hoặc H2O đặc nguội làm thụ động hóa các kim loại đó là nhôm, sắt và chrome. Về nội dung thứ ba đó là giải điện hóa của kim loại. Về giải điện hóa kim loại thì người ta so sánh tính chất của nhiều cặp oxy hóa khử và sắp xếp chúng thành giải điện hóa của kim loại theo hướng tính oxy hóa tăng dần của ion kim loại và tính khử giảm dần của kim loại. Như vậy qua cái giải điện hóa của kim loại cho phép chúng ta dự đoán về chiều của phản ứng giữa hai cặp oxy hóa khử theo quy tắc alpha, đó là chất oxy hóa mạnh tác dụng với chất khử mạnh tạo ra chất oxy hóa yếu và chất khử yếu. Về nội dung thứ ba là phần điều chế kim loại. Và cái nguyên tắc để điều chế kim loại đó là khử ion kim loại thành kim loại. Về các phương pháp điều chế kim loại thì sẽ có là phương pháp nhiệt luyện, phương pháp thủy luyện và phương pháp điện phân. Thì khi ôn tập phần điều chế kim loại các em cần lưu ý. Đối với các kim loại thường cho trong đề thi đó là các kim loại có tính khử mạnh như natri, kali, magie hay canxi. Thì đối với các kim loại này thì người ta muốn điều chế nó thì người ta sẽ thực hiện bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối cloro tương ứng. Còn đối với nhôm là người ta sẽ điện phân nóng chảy nhôm oxit. Và cái nguồn nguyên liệu để sản xuất nhôm đó chính là từ quặng oxit có công thức hóa học là Al2O3 ngậm hai nước. Nội dung thứ tư là sự ăn mòn kim loại. Sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh. Thì đối với ăn mòn kim loại chúng ta có hai kiểu ăn mòn kim loại, đó là ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học. Cả hai quá trình này đều là quá trình oxy hóa khử. Tuy nhiên trong quá trình ôn tập các em cần lưu ý cái điều kiện của ăn mòn kim loại, xin lỗi, điều kiện của ăn mòn điện hóa, đó là thứ nhất phải có cặp điện cực khác nhau về bản chất như kim loại hoặc kim loại với phi kim. Thứ hai, các điện cực phải tiếp xúc với nhau là tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc gián tiếp qua dây dẫn. Thứ ba, các điện cực phải cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện ly. Về chống ăn mòn kim loại thì chống ăn mòn kim loại có hai phương pháp thường dùng để bảo vệ kim loại và chống ăn mòn, đó là phương pháp bảo vệ bề mặt và phương pháp điện hóa. Như vậy thầy đã ôn tập cho các em về cái nội dung thứ nhất là về đại cương kim loại. Bây giờ chúng ta sang nội dung thứ hai, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất của chúng. Chúng ta ôn tập nội dung thứ nhất đó là đơn chất kim loại kiềm thổ và nhôm. Về đơn chất của kim loại kiềm thì ở vị trí kim loại kiềm thuộc nhóm 1A, kim loại kiềm thổ thuộc nhóm 2A, nhôm là kim loại thuộc nhóm 3A. Về cấu hình ánh trong lớp ngoài cùng, đối với kim loại kiềm là NH1, kim loại kiềm thổ là NH2. Còn đối với nhôm, electron cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2, 3p1. Tính chất hóa học chung của kim loại kiềm đó là tính khử rất mạnh. Khi tham gia phản ứng các kim loại kiềm nhường đi một electron,
Nên trong các hợp chất kim loại tiền có số oxy hóa là cộng 1. Đối với kim loại tiền thổ có tính khử mạnh và chỉ sau kim loại tiền, và khi tham gia phản ứng hóa học kim loại tiền thổ nhường 2 N trong, nên trong các hợp chất kim loại tiền thổ có số oxy hóa là cộng 2. Đối với nhôm là kim loại có tính khử mạnh chỉ sau kim loại tiền và kim loại tiền thổ, khi tham gia phản ứng hóa học nhôm nhường 3 N trong, nên nhôm có số oxy hóa là cộng 3. Và có một điều luật các em cần lưu ý, nhôm bị phá hủy trong dung dịch kiềm. Về cái điều chế kim loại, đối với kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ thì phương pháp chung đó là điện phân nóng chảy muối cloro tương ứng. Còn đối với nhôm kim loại thì người ta điều chế nó bằng điện phân nóng chảy nhôm oxit. Về nội dung thứ hai đó là hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ và nhôm. Chúng ta xét thứ nhất đó là hợp chất của kim loại kiềm. Trong hợp chất của kim loại kiềm thì chúng ta nghiên cứu đầu tiên đó là natri hydroxit có công thức hóa học là NaOH. Natri hydroxit còn được gọi là sút, là một bazơ mạnh có pH lớn hơn 7. Hợp chất thứ hai là natri hydrocarbonate có công thức hóa học là NaHC3, là hợp chất lượng tính dùng để điều chế thuốc đau dạ dày hay làm bột nở. Hợp chất thứ ba là natri carbonate có công thức hóa học là Na2CO3. Trong dung dịch nước, natri carbonate cho môi trường tiềm. Về hợp chất của kim loại tiềm thổ, hợp chất kim loại tiềm thổ chúng ta xét hợp chất thứ nhất đó là canxi hydroxit có công thức hóa học là CaOH2 lần, có tính bazơ mạnh và hấp thụ khí CO2 dễ dàng. Canxi hydroxit phản ứng với khí CO2 tạo ra kết tủa canxi carbonate, đây là kết tủa trắng và nước. Về hợp chất thứ hai là canxi carbonate. Canxi carbonate ở dạng đá vôi, đá phấn và có trong vỏ và mai của các loại sò, ốc hến. Và canxi carbonate bị phân hủy ở nhiệt độ khoảng 1000 độ C theo phương trình hóa học. Canxi carbonate nhiệt phân cho ra chất rắn là CaO và chất khí là CO2. Có một điều đặc biệt là canxi carbonate phản ứng được với CO2 trong nước để tạo thành canxi hydrocarbonate. Về hợp chất thứ ba đó là canxi sunfat. Canxi sunfat còn được gọi là thạch cao. Chúng ta có thứ nhất đó là thạch cao sống là Ca4 ngậm 2 nước. Thạch cao nung là CaS4 ngậm 1 nước. Thạch cao than là CaS4. Về ứng dụng thì thạch cao nung người ta được dùng để nặn tường, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương. Về nước cứng, thứ nhất ta nói về khái niệm nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+. Đối với nước mềm là nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên. Về cái phân loại nước cứng, thứ nhất đó là nước cứng có tính cứng tạm thời, chứa các muối canxi hydrocarbonate và magie hydrocarbonate. Về thứ hai đó là nước cứng có tính cứng vĩnh cửu, chứa các muối cloro sunfat của canxi và magie. Thứ ba là nước cứng có tính cứng toàn phần, có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu. Về cái cách làm mềm nước cứng bằng phương pháp kết tủa, thì để làm mềm nước cứng bằng phương pháp kết tủa, người ta sẽ dùng natri carbonate tức là Na2CO3 hoặc natri phosphat tức là Na3O4 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu của nước. Theo phương trình ion rút gọn, M2 cộng cộng CO3 2 trừ cho ra MCO3 kết tủa, hoặc M2 cộng cộng B4 3 trừ ra M3B4 2 lần kết tủa. Đối với nước cứng có tính cứng tạm thời thì người ta còn dùng thêm canxi hydroxit vừa đủ hoặc dung dịch NH hay người ta đun sôi nước. Thứ tư đó là hợp chất của nhôm. Thứ nhất đó là nhôm oxit có công thức hóa học là Al2O3. Nhôm oxit là một oxit lượng tính. Thứ hai là nhôm hydroxit có công thức hóa học là AlOH3 lần, là một hydroxit lượng tính. Thứ ba là nhôm sunfat có công thức hóa học là Al2SO4 3 lần. Nói đến nhôm sunfat thì các em nhớ ngay đến phèn chua. Phèn chua có công thức hóa học là K2SO4 Al2SO4 3 lần ngậm 24 phân tử nước. Hay viết thu gọn là KAlSO4 2 lần ngậm 12 phân tử nước. Nếu cation
ca cộng được thay thế bởi các cation như Li cộng, Na cộng hay NH4 cộng thì người ta gọi chung là phèn nhôm. Về cái nhận biết ion Al3 cộng trong dung dịch thì để nhận biết ion Al3 cộng trong dung dịch người ta dùng dung dịch NaOH. Thì ion Al3 cộng sẽ kết tủa với OH trừ để tạo thành AlOH 3 lần. Và AlOH 3 lần là một hydroxit lượng tính cho nên nó tan được trong dung dịch NaOH trừ để tạo thành AlO2 trừ. Về nội dung thứ ba, sắt, crom và hợp chất của chúng. Thứ nhất, chúng ta xét về sắt và hợp chất của sắt. Đối với đơn chất sắt thì cấu hình ép trong của nguyên tử sắt có sắt bằng 26 là argon 3D6 4H2. Sắt là kim loại thuộc nhóm 8B. Sắt có tính điện từ. Và tính chất hóa học của sắt đó là sắt là kim loại có tính cự trung bình. Thì như các em đã biết, sắt nó có hai quá trị, đó là quá trị 2 và quá trị 3. Như vậy khi sắt phản ứng với những chất oxy hóa, tùy theo mức độ oxy hóa mà sắt có thể tạo thành hợp chất sắt 2 hoặc hợp chất sắt 3. Ví dụ, sắt tác dụng với lưu dung dịch HCl, dung dịch H2S4 loãng hoặc dung dịch muối thì tạo thành muối sắt 2. Sắt tác dụng với clo hay dung dịch HNO3 hoặc dung dịch H2S4 đặc nóng hay dung dịch bạc nitrat dư thì chúng ta thu được hợp chất sắt 3. Và có một điểm lưu ý là sắt bị thụ động bởi HNO3 đặc ngồi hoặc H2S4 đặc ngồi. Các quặng sắt thường gặp, thứ nhất đó là quặng magnetic có công thức hóa học là Fe3O4, quặng hematic là Fe2O3, quặng siderit là FeCO3, quặng biric là FeO2. Trong bốn loại quặng trên thì quặng magnetic có hàm lượng sắt cao nhất. Về hợp chất của sắt thì các em đã biết là sắt có hai hợp chất, đó là hợp chất sắt 2 và hợp chất sắt 3. Thì cấu hình ion, xin lỗi, cấu hình electron của ion Fe2+ đó là argon 3D6 và ion Fe3+ là argon 3D5. Đối với hợp chất sắt 2 thì tính chất đặc trưng của chất sắt 2 đó là tính cự. Khi tham gia vận hóa học, sắt 2 nhường một electron để biến tạo thành hợp chất sắt 3. Về tính chất hóa học đặc trưng của chất sắt 3 đó là tính oxy hóa. Tùy theo cái điều kiện phản ứng mà sắt hợp chất sắt 3 có thể nhận một e để thành hợp chất sắt 2 hoặc hợp chất sắt 3 nhận cả 3 e để thành sắt kim loại. Một số công thức màu sắc của hợp chất mà chúng ta thường gặp. Thứ nhất đó là sắt 2 oxit có công thức hóa học là FeO. Hợp chất này có màu đen. Hợp chất thứ hai là sắt 2 hydroxit có công thức hóa học là FeOH2 lần. Hợp chất này có màu trắng hơi xanh. Hợp chất sắt 3 oxit có công thức hóa học là Fe2+ có màu nâu đỏ. Và hợp chất thứ tư đó là sắt 3 hydroxit công thức hóa học là FeOH3 lần có màu nâu đỏ. À xin lỗi, hồi nãy là hợp chất sắt 3 oxit công thức hóa học là Fe2+ có màu đỏ nâu. Về cái phần crom và hợp chất của crom, chúng ta xét thứ nhất đó là crom. Về cấu hình electron của nguyên tử crom có xét bằng 24, đó là argon 3D5 4S1. Crom là nguyên tố thuộc nhóm 6B. Về tính chất thì thứ nhất đó là crom là kim loại cứng nhất. Thứ hai, crom là kim loại có tính cự mạnh hơn sắt. Crom có các số oxy hóa từ cộng 1 đến cộng 6. Trong các số oxy hóa đó, các số oxy hóa thường gặp của crom là cộng 2, cộng 3 và cộng 6. Về hợp chất của crom, thứ nhất là hợp chất crom 3. Thứ nhất đó là crom 3 oxit có công thức hóa học là Cr2O3 có màu lục thẳm là oxit lượng tính. Thứ hai là crom 3 hydroxit có công thức hóa học là ClOH3 lần có màu lục xám là hydroxit lượng tính. Đối với ion crom 3 cộng trong nước, vừa có tính oxy hóa trong môi trường axit, vừa có tính cự trong môi trường bazơ. Về hợp chất crom 6, thì hợp chất crom 6 thứ nhất là chúng ta xét là crom 6 oxit có công thức hóa học là CrO3 là chất rắn màu đỏ thẳm, là oxit axit vừa có tính oxy hóa mạnh. Các muối crom 6 như muối crom mát và muối dichromat có tính oxy hóa mạnh. Muối natri cromat và kali cromat có màu vàng của ion cromat.
muối kali dichromat và natri dichromat có màu da cam của ion dichromat. Sự chuyển hóa của chromat trong môi trường axit sẽ thành dichromat. Như vậy, chúng thầy đã ôn cho các em xong cái nội dung thứ ba. Bây giờ chúng ta sang nội dung thứ tư về kiến thức hóa học lớp 10 và lớp 11. Về nội dung thứ nhất là chúng ta ôn tập về chất điện ly. Chất điện ly chúng ta được chia thành hai loại, đó là chất điện ly mạnh. Chất điện ly mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân ly ra ion. Ví dụ HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, KOH, NaCl hay K2SO3. Thứ hai là chất điện ly yếu. Chất điện yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số các phân tử hòa tan phân ly ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. Ví dụ C3COH, HClO, HF, H2S, MgOH2. Về nội dung thứ hai là muối. Muối là hợp chất khi tan trong nước phân ly ra cation kim loại hoặc cation amoni và anion gốc axit. Muối được chia làm hai loại. Thứ nhất đó là muối trung hòa. Muối trung hòa mà muối là muối mà gốc axit của muối không còn hydro, có khả năng phân ly ra ion H+. Ví dụ NaCl, NH4 hai lần SO4, Na2CO3, Na2SO4. Thứ hai là muối axit. Muối axit là muối mà anion gốc axit vẫn còn hydro, có khả năng phân ly ra ion H+. Ví dụ NaHCO3, NaH4, Na2H4, Na2H4. Về nội dung thứ ba là phản trao đổi ion. Điều kiện để phản trao đổi ion xảy ra trong dung dịch các chất điện ly. Điều kiện thứ nhất đó là sản phẩm tạo thành phải có chất kết tổ, hoặc sản phẩm tạo thành phải có chất điện ly yếu, hoặc sản phẩm tạo thành phải có chất khí. Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản trong dung dịch các chất điện ly. Về cái phần phi kim, đó là phần như carbon, nitơ, lưu huỳnh, clo và hợp chất NH3. Thì đối với các phi kim carbon, nitơ, lưu huỳnh, clo vừa có tính oxy hóa, vừa có tính khử. Đối với NH3, tức là amoniac, có tính bazơ và tính khử. Tiếp theo là phần phân bố hóa học. Thứ nhất là độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỷ lệ phần trăm khối lượng của N. Thứ hai là độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá theo tỷ lệ phần trăm khối lượng của B2O5. Thứ ba, độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá, xin lỗi, độ dinh làm lại luôn thế này. Tiếp theo là phần phân bố hóa học. Thứ nhất là độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỷ lệ phần trăm khối lượng của N. Thứ hai, độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá theo tỷ lệ phần trăm khối lượng của B2O5. Thứ ba, độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo tỷ lệ phần trăm khối lượng của K2O. Ví dụ, trên bao bì của phân bón NPK, nó có 3 chỉ số 16, 16, 8. Như vậy, khối lượng, phần trăm khối lượng của N bằng 16%, phần trăm khối lượng của B2O5 bằng 16%, và phần trăm khối lượng của K2O bằng 8%. Như vậy, thầy đã ôn tập phần lý thuyết cơ bản của phần hóa học đại cương vô cơ cho các em. Sau đây là phần câu hỏi trong đề thi minh họa năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Câu thứ nhất, natri phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây? A. KCl, B. NaCl, C. NaClO, D. NaOH. Thì để lựa chọn được đáp án, các em cần nắm tính chất hóa học của kim loại, và cụ thể đó là kim loại kiềm. Natri tác dụng kết với clo tạo thành muối natri clorua có công thức hóa học là NaCl theo phương trình hóa học là natri cộng clo ra NaCl. Như vậy ở đây người ta hỏi sản phẩm của phản ứng,
Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đó là B, NaCl. Về câu thứ hai, dung dịch chất nào sau đây không hòa tan được nhôm hydroxit? A, KOH. B, HCl. C, BaCl2. D, HNO3. Thì các em đã biết nhôm hydroxit là một hydroxit lượng tính, tức là nhôm hydroxit tác dụng được với dung dịch axit như HCl, H2SO4, HNO3 và dung dịch bazơ như NaOH, KOH, CaOH2, BaOH2. Nhưng nhôm hydroxit không tác dụng với các dung dịch muối như NaCl, BaCl2. Như vậy, ở đây người ta hỏi không hòa tan được nhôm hydroxit thì chúng ta sẽ chọn đáp án C, đó là BaCl2. Về câu thứ ba, cho thanh kẽm kim loại vào dung dịch, chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học? A, KCl. B, HCl. C, COS4. D, MgCl2. Như vậy ở đây người ta hỏi là hiện tượng ăn mòn điện hóa học, như vậy chúng ta phải nắm thầy được. Ơi, thầy ơi. Thầy nói lại câu 3 đi thầy, nãy nãy thầy nói lộn chỗ ăn mòn quá học. Tiếp theo là câu 3. Cho thanh kim loại kẽm vào dung dịch, chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học? A, HKCl. B, HCl. C, COS4. D, MgCl2. Như vậy ở đây trong cái câu hỏi người ta hỏi là hiện tượng ăn mòn điện hóa học. Như vậy để trả lời được câu hỏi này, các em cần phải nắm điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa học là gì. Thứ nhất là phải có các điện cực khác nhau về bản chất, ví dụ kim loại hoặc cặp kim loại với kim. Thứ hai, các điện cực phải tiếp xúc với nhau trực tiếp hoặc gián tiếp. Và thứ ba, các điện cực phải cùng tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện ly. Như vậy, ta xét thứ nhất là kẽm không phản ứng với dung dịch KCl và dung dịch MgCl2 do kẽm đứng sau kali và mangê trong giải điện hóa của kim loại. Thứ hai, kẽm phản ứng với dung dịch HCl giải phóng hydro và đây chỉ xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học. Thứ ba là kẽm phản ứng với dung dịch CO4 sinh ra đồng theo phương trình hóa học Zn cộng CO4 ra Zn ở độ 4 cộng CO. Đồng sinh ra bám lên lá kẽm tạo thành cặp điện cực kẽm đồng cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện ly nên có xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học. Như vậy ở đây người ta hỏi xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học, cho nên chúng ta chọn đáp án C là CO4. Tiếp theo câu số 4. Nước cứng vĩnh cửu tác dụng với chất nào sau đây thu được cái tổ hợp A, NaNO3. B, Na2CO3. C, NaCl. D, HCl. Thì các em đã biết nước cứng có tính cứng vĩnh cửu chứa các muối cloro sulfat của canxi và magie dưới dạng muối MgCl2, CaCl2, MgSO4 do ion M2+ tạo kết tổ với ion carbonat. Nên chúng ta chọn đáp án B là Na2CO3, hay nói khác hơn là Na2CO3 dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu bằng phương pháp kết tổ. Chúng ta sang nội dung câu thứ 5. Trong điều kiện không có oxy, sắt phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt 3? A, H2SO4 đặc nóng. B, HNO3 đặc nguội. C, COS4 loãng. D, HCl loãng. Thì các em đã biết sắt là kim loại có tính khử trung bình và khi sắt tác dụng với lưu huỳnh, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 loãng hoặc dung dịch muối thì tạo thành muối sắt 2. Còn sắt tác dụng với clo, dung dịch HNO3, dung dịch H2SO4 đặc nóng hoặc dung dịch bạc nitrat dư thì ta thu được muối sắt 3. Như vậy, sắt còn bị thụ động bởi các dung dịch axit nitric đặc nguội hoặc H2SO4 đặc nguội. Thứ hai, sắt tác dụng với dung dịch HCl và dung dịch CO4 tạo ra muối sắt 2. Sắt tác dụng với dung dịch H2 bóng đặc nóng tạo ra muối sắt 3 theo phương trình
Fe cộng H2 O4 ra Fe2 4 3 lần cộng O2 và nước. Như vậy trong câu hỏi người ta hỏi là sinh ra muối sắt 3, như vậy chúng ta chọn đáp án A là H2 O4 đặc nông. Chúng ta sang câu số 6. Trong phản ứng của kim loại magie với oxy, một nguyên tử magie nhường bao nhiêu electron? A 1, B 3, C 4, D 2. Như vậy, magie là kim loại thuộc nhóm 2A, có 2 electron lớn bề cùng. Khi tham gia phần hóa học, magie nhường 2 electron theo bán phản ứng. Mg nhường 2E thành Mg2 cộng và phản ứng Mg cộng O2 ra MgO. Như vậy trong câu hỏi này người ta hỏi là một nguyên tử magie nhường bao nhiêu E, thì một nguyên tử magie nhường 2E, chúng ta chọn đáp án D. Câu số 7. Điện phân nóng chảy NaCl ở cathode thu được chất nào sau đây? A HCl, B Cl2, C Na, D NaOH. NaCl nóng chảy sẽ điện ly cho ra Na cộng và Cl trừ. Như vậy điện phân nóng chảy NaCl ở cathode tức là cực âm, y âm dương là y âm Na cộng về cực âm để nhận một E thành kim loại natri, và ở anode là cực dương, y âm Cl trừ sẽ về đó và nhường electron để tạo thành khí clo theo phương trình điện phân natri fluoro, điện phân cho ra natri ở cathode và clo ở anode. Như vậy người ta hỏi là ở cathode thu được chất nào, thì chúng ta chọn đáp án C, đó là Na. Câu số 8. Chất nào sau đây là muối axit? A NaHCO3, B Na2SO4, C Na2CO3, D NaCl. Như vậy để trả lời được câu hỏi này thì các em phải biết muối axit là gì và muối trung hòa là gì. Muối trung hòa là muối mà gốc axit của muối không còn hydro, không có khả năng phân ly ra ion H cộng như NaCl, Na2CO3, Na2SO4. Muối axit là muối mà gốc axit vẫn còn hydro, có khả năng phân ly ra ion H cộng như NaHCO3, KHNO4, Na2HB4 hay NaH2B4. Như vậy người ta hỏi muối axit thì chúng ta chọn đáp án A, đó là NaHCO3. Về câu số 9. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy chất nào sau đây? A AlCl3, B AL2O3, C AlOH 3 lần, D AlNO3 3 lần. Như vậy trong công nghiệp, nhôm được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy nhôm oxit. Theo phương trình hóa học, nhôm oxit điện phân nóng chảy, chúng ta thu được nhôm và khí oxy. Như vậy chúng ta chọn đáp án là B, nhôm oxit là AL2O3. Ngoài ra, cái nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm là người ta lấy từ quặng bauxit có công thức hóa học là AL2O3 ngậm 2 phần tử nước. Chúng ta sang câu số 10. Tác nhân chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính là do sự gia tăng trong khí quyển của chất nào sau đây? A CO2, B O2, C N2, D H2. Như vậy hiệu ứng nhà kính là do sự gia tăng nồng độ CO2, NO2, CH4, O3 hay CFC làm cho nhiệt độ trái đất nóng lên, gây ra sự khác thường về khí hậu, gây hạn hán hay lũ lụt. Như vậy ở đây sự gia tăng của nồng độ của chất khí trong đáp án có khí CO2, cho nên chúng ta chọn đáp án A là CO2. Câu 11. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? A Fe, B Li, C Bb, D Vg. Thì các em biết là phần lưu ý về tính chất vật lý của kim loại. Thứ nhất đó là kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc. Thứ hai, kim loại cứng nhất là crom.
Thứ ba, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là thủy ngân, và kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là boron, và thứ tư, kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là liti, tức là ký hiệu hóa học là Li, và kim loại có khối lượng riêng lớn nhất là oxime, ký hiệu hóa học là OH. Như vậy, kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất đó chính là liti. Chúng ta chọn đáp án B, Li. Câu 12. Carbauxit là chất rắn màu lục thẳm, được dùng tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh. Công thức hóa học của carbauxit là. Thì chúng ta thấy là thứ nhất đáp án A, CrOH 3 lần. CrOH 3 lần là có tên là crom 3 hydroxit, là chất rắn màu lục xám, là một hydroxit lượng tính. Đáp án B, CrO. CrO có tên là crom 2 oxit, là chất rắn màu đen, có tính 3 giờ. Đáp án C, Cr2O3 có tên là crom 3 oxit, là chất rắn màu lục thẳm, là oxit lượng tính. Đáp án D, Cr3 là crom 6 oxit, là chất rắn màu đỏ thẳm, là oxit axit và có tính oxy hóa mạnh. Như vậy, người ta hỏi công thức hóa học của crom 3 oxit, chúng ta chọn đáp án C là Cr2O3. Tiếp theo câu 13. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước dư tạo thành dung dịch kiềm? A. Hg. B. Cu. C. K. D. Ag. Thì ở điều kiện thường, kim loại tác dụng với nước, những kim loại thường gặp đó là natri, kali, canxi, bari, tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng hydro. Theo các phương trình hóa học, K cộng H2O ra cao H cộng H2. Ca cộng H2 cho ra CaOH cộng CaOH 2 lần cộng H2. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C. Và để dễ nhớ thì ở cái phần kim loại tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm thì các em tập trung học bốn kim loại, đó là natri, kali, canxi, bari, theo cái câu đó là 3 ký càng A. Chúng ta sang câu 14. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? A. Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO3. B. Cho dung dịch KHNO4 vào dung dịch BaCl2. C. Cho dung dịch, xin lỗi, cho kim loại bạc vào dung dịch FeNO4. Câu D. Cho thanh kim loại nhôm vào dung dịch H2NO4 loãng. Như vậy ở đây người ta hỏi, trong câu hỏi hỏi là không xảy ra phản ứng. Chúng ta sẽ xét từng đáp án một. Thứ nhất, cho dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO3, nó có xảy ra phản ứng theo phương trình hóa học. HCl cộng NaHCO3 tạo thành NaCl cộng CO2 cộng nước. Thứ hai là cho dung dịch KHNO4 vào dung dịch BaCl2, có xảy ra phản ứng theo phương trình hóa học. KHNO4 cộng BaCl2 cho ra BaNO4 kết tủa cộng KCl cộng HCl. Thứ ba, cho thanh kim loại bạc vào dung dịch FeN4 không có phản ứng xảy ra. Do bạc đứng sau Fe trong giải điện hóa của kim loại nên bạc không phản ứng được với dung dịch FeN4. Thứ tư, cho thanh kim loại nhôm vào dung dịch H2N4 loãng có xảy ra phản ứng theo phương trình Al cộng H2N4 ra Al2N4 3 lần cộng H2. Như vậy, trong câu hỏi này người ta hỏi là không xảy ra phản ứng thì chúng ta sẽ chọn đáp án là C, cho thanh kim loại bạc vào dung dịch FeNO4. Chúng ta sang câu 15. Có 4 dung dịch riêng biệt COOH4, FeCl3, HCl và NaOH. Số dung dịch có khả năng phản ứng được với kim loại sắt là A 3, B 4, C2, D1. Thứ nhất, chúng ta xét là sắt phản ứng được với các dung dịch Fe, phản ứng được với các dung dịch CO4 và HCl. Do Fe đứng trước hydro và đồng trong giải điện hóa của kim loại theo phương trình hóa học sau: Fe cộng CO4 ra Fe4 cộng CO, Fe cộng HCl ra FeCl2 cộng H2.
Thứ hai là xác khử được Fe3 cộng thành Fe2 cộng theo phương trình Fe cộng FeCl3 ra FeCl2. Xác không hưởng được với dung dịch NH vì NH là một bazơ. Như vậy, xác phản ứng được với ba dung dịch CuN4, FeCl3 và HCl. Vậy chúng ta chọn đáp án là A, ba dung dịch. Tiếp theo câu 16. Thực hiện các thí nghiệm sau. A, cho kim loại natri vào dung dịch CuN4. B, cho kim loại nhôm vào dung dịch KOH. C, cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch HCl. D, cho amoni cloro vào dung dịch bari hydroxit đun nóng. D, cho dung dịch axit sulfuric vào dung dịch bari hydrocarbonat. Sau khi các phần kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tổ và vừa thu được kết tổ vừa thu được chất khí là A 5, B 3, C 2, D 4. Thì các em biết là yêu cầu của câu hỏi là người ta hỏi thí nghiệm nào vừa thu được kết tổ vừa thu được chất khí. Như vậy chúng ta xét từng cái thí nghiệm một. Thứ nhất, natri kim loại tác dụng với dung dịch CuN4. Thì các em đã biết dung dịch CuN4 gồm có nước và CuN4. Như vậy natri sẽ phản ứng với nước để tạo thành NaOH và giải phóng hydro. Khi NaOH sinh ra, phản ứng được với CuN4 để tạo thành CuSO4. Xin lỗi, tạo thành CuOH 2 lần kết tổ và Na2O4. Như vậy thí nghiệm A vừa có khí hydro vừa có kết tổ CuOH 2 lần. Như vậy thí nghiệm A thỏa mãn yêu cầu của câu hỏi. Thí nghiệm B, cho nhôm tác dụng với dung dịch KOH dương. Thì nhôm phản ứng KOH trong dung dịch tạo ra KAnLO2 và giải phóng khí hydro. KAnLO2 là chất tan và thí nghiệm này chỉ thu được khí hydro. Về thí nghiệm thứ ba, cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch HCl, nó sẽ xảy ra phản ứng AgNO3 cộng HCl cho ra AgCl cộng HNO3. HNO3 là một axit mạnh tan trong dung dịch, tan trong nước. AgCl là kết tổ. Như vậy thí nghiệm 3 này chỉ có kết tổ. Thí nghiệm 4, cho NH4Cl vào dung dịch BaOH 2 lần đun nóng thì xảy ra phản ứng NH4Cl cộng BaOH 2 lần cho ra BaCl2 cộng NH3 và nước. Vậy thí nghiệm này chỉ thu được khí NH3. Thứ 5, cho dung dịch H2O4 vào dung dịch bari hydrocarbonat xảy ra phản ứng H2O4 cộng BaHCl3 2 lần tạo thành BaO4 kết tổ cộng khí CO2 và nước. Như vậy thí nghiệm thứ 5 chúng ta vừa thu được kết tổ là bari sulfat và khí CO2, cho nên thí nghiệm thứ 5 thỏa mãn yêu cầu của câu hỏi. Như vậy có hai thí nghiệm, đó là A và E, vừa thu được kết tổ vừa thu được chất khí. Như vậy chúng ta chọn đáp án C là 2. Tiếp theo là câu 17. Thầy ơi, anh nói hết câu 17 là mình vừa hết lý thuyết mà mình được gần hết giờ. Hết câu 17 mình chào nha. Hết câu 17 mình chào nghỉ. Rồi. Về câu 17. Dạ con thưa thầy, thầy nói lại cho em nhé. Tiếp theo là câu 17. Cho sơ đồ chuyển hóa sau. 1. NaAnLO2 cộng CO2 cộng nước cho ra X cộng NaHCO3. 2. X cộng Y ra AnLCl3 cộng H2O. 3. NaHCO3 cộng Y cho ra Z cộng H2O cộng CO2. Các chất XZ thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là A. AnLOH 3 lần, B. Na2CO3. Nó đợi câu 17 dùng nhé. Nó bị nhầm các bạn. Tiếp theo là câu 17. Cho sơ đồ các phần sau. 1. NaAnLO2 cộng CO2 cộng nước ra X cộng NaHCO3. 2.
x cộng y ra a là siêu là 3 cộng H2O 3 n AHCO3 cộng y cho ra z cộng H2O cộng CO2. Các chất x z thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là a AnlOH3 Na2CO3, b AnlOH3 NaCl, c AnlCl3 NaCl, d AnlCl3 Na2CO3. Như vậy ở trong cái sơ đồ phản ứng, người ta hỏi các chất X và Z. Như vậy chúng ta xét từng phần một. Phần thứ nhất NaAnO2 cộng CO2 cộng nước cho ra chất X cộng NaHCO3, thì chất X đây chính là AnOH3 lần theo phương trình hóa học. NaAnO2 cộng CO2 cộng nước ra AnOH3 cộng NaHCO3. Do vậy X là AnOH3 lần. Ở phần số 2, X cộng Y cho ra AnCl3 cộng nước. Chúng ta đã biết X là AnOH3 lần. Như vậy trong sản phẩm chúng ta thu được đó là AnCl3. Như vậy chất Y đây chính là HCl theo phương trình AnCOH3 lần cộng HCl cho ra AnCl3 cộng H2O. Như vậy Y chính là HCl. Phản ứng thứ 3, NaHCO3 cộng Y cho ra Z cộng H2O cộng CO2. Chúng ta đã biết Y là HCl, như vậy NaHCO3 cộng HCl ra NaCl cộng H2O cộng CO2. Như vậy, chất Z đây chính là NaCl. Như vậy, ở câu số 17 này, người ta hỏi các chất X và Z. Và chúng ta đã xác định được X là AnOH3, Y là HCl và Z là NaCl. Như vậy, chúng ta chọn đáp án B, đó là AnOH3 lần và NaCl. Thì phần ôn tập về lý thuyết cơ bản, phần hóa học, đại cương vô cơ đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em học tập đạt kết quả tốt nhất. Xin chào.